Thưa quý vị và các bạn, khai thác lâm sản ngoài gỗ, nếu khai thác một cách phù hợp gắn với quản lý, bảo tồn và phát triển thì sẽ mang lại nguồn thu bền vững cho người dân, đồng thời giảm tác động vào rừng một cách tích cực nhất. Thực tế hiện nay, bên cạnh việc những tổ chức cá nhân đã tuân thủ tốt các quy tắc, yêu cầu trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm lâm nghiệp ngoài gỗ, phát triển kinh doanh bền vững, thì vẫn còn tình trạng chỉ quan tâm khai thác mà chưa quan tâm đến bảo tồn và phát triển, phổ biến ở những hộ cá thể sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ. Liên quan đến vấn đề này, trong chuyên mục Lâm nghiệp Lào Cai số tháng 7, chúng tôi sẽ đề cập tới một số thành công và những tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh một số loại dược liệu có nguồn gốc từ rừng tự nhiên tại xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Liêm Phú là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan hấp dẫn cùng với những nét văn hóa đặc sắc của nhiều dân tộc vùng cao Tây Bắc đang được bảo tồn và phát huy. Điều đó đã thu hút được ngày càng đông đảo du khách đến với nơi đây. Trước nhu cầu của du khách, thì các sản phẩm từ tri thức ngàn đời của các dân tộc Tày, Mông, Giao nơi đây được sản xuất ra đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó có các sản phẩm dược liệu tự nhiên được chế biến từ các loài thảo dược thu hái từ trong rừng. Đó có thể là bài thuốc tắm của người Giao đỏ dùng để bồi bổ sức khỏe, hoặc là loại cao được bào chế từ lá cây, thân cây rừng để chữa bệnh về xương khớp. Những bài thuốc này không chỉ mang lại nguồn thu nhập quan trọng của nhiều hộ dân, mà còn góp phần tạo nên tên tuổi cho du lịch Liêm Phú. Chính vì vậy, việc phát triển bền vững những sản phẩm này là hết sức cần thiết. Cơ sở tắm lá thuốc người Giao thuộc hợp tác xã Thác Bay, thôn Lâm Sinh vừa được đưa vào hoạt động. Cơ sở được xây dựng khang trang, tạo hứng thú cho du khách khi được đến tham quan các hoạt động chế biến bài thuốc tắm và trải nghiệm cảm giác thú vị trong hương thơm của các loại thảo dược này. Tắm thuốc bản mình là đã có từ lâu đời, truyền đến nay. Ngày xưa là kiểu hái thuốc nam để mà tắm, còn mới đẻ ra thì tắm cái này cũng khỏe lên đấy. Sau là mọi thứ đều là mình tự đi hái, bắt nguồn từ đấy lên. Xong dần dần thì cũng lan rộng ra thì người ta có nhu cầu đến tắm nhiều hơn nữa thì bây giờ mới mở rộng ra. Bài thuốc tắm người Giao có trên 100 loại cây thuốc được lưu truyền từ nhiều đời nay. Tôi làm thuốc tắm từ 30 năm nay, chủ yếu phục vụ trong gia đình và trong thôn bản. Dùng thuốc tắm để tăng cường sức khỏe cho phụ nữ sau sinh, người ốm dậy, người đi làm về mệt mỏi. Bây giờ phát triển dịch vụ thuốc tắm là rất tốt, mang lại thu nhập cao cho các hộ gia đình và giữ gìn lưu truyền cho con cháu. Được biết trước đây, thôn Lâm Sinh có trên 60 hộ dân tộc Giao, thì 12 hộ tham gia dịch vụ sản xuất thuốc tắm tại gia, với tổng số là trên 20 lao động, thu nhập thường xuyên. Từ dịch vụ này đạt bình quân từ 4 cho đến 5 triệu đồng một hộ trên tháng. Tuy nhiên, sản xuất theo mô hình cá thể, có quy mô sản xuất nhỏ lẻ, bình quân mỗi hộ chỉ có từ 2 đến 3 phòng tắm. Kinh doanh theo hình thức tự do, cá thể, mạnh ai người ấy làm, không thống nhất về giá cả cũng như chất lượng. Nhằm khắc phục được những hạn chế trên, năm 2019, xã Liêm Phú đã liên kết các hộ, thành lập hợp tác xã Thác Bay, đưa thuốc tắm người Giao, sản phẩm hình thành từ tri thức bản địa hàng trăm năm, trở thành sản phẩm chung của cộng đồng thôn Lâm Sinh. Các loại thuốc tắm này giờ đây đã được sản xuất một cách bài bản, chuyên nghiệp, chất lượng cao. Thời gian tới, hợp tác xã dự kiến sẽ đầu tư sản xuất thêm một số loại sản phẩm như thuốc tắm đóng chai, dịch vụ ăn uống kết hợp với đưa đón du khách, thu hút đông đảo người địa phương tham gia sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng đời sống. Sinh sống cách xa rừng, nhưng cộng đồng người Tày, thôn Liêm, xã Liêm Phú cũng có bài thuốc gia truyền tinh chế từ một loại thảo dược được thu hái từ rừng tự nhiên, đó là cây gắm. Cao gắm được chiết xuất từ loại cây này theo một công thức được đúc kết từ tri thức bản địa từ hàng trăm năm nay, hiện là sản phẩm rất quý trên thị trường, có thể chữa, điều trị hiệu quả đối với nhiều bệnh như hạn chế và phòng ngừa các bệnh về xương khớp, giải độc gan, lợi tiểu, đặc biệt là hiệu quả làm tiêu viêm và giảm các cơn đau do bệnh gút gây ra. Trên địa bàn thôn Liêm có hơn 20 hộ tham gia sản xuất cao gắm. Nguồn thu từ loại sản phẩm này bình quân lên tới trên dưới 10 triệu đồng một tháng. Nhờ có kinh nghiệm trong việc bào chế các loại dược liệu quý này, mà hộ gia đình chị Hoàng Thị Dung là một trong những hộ kinh doanh đầu tiên loại sản phẩm này, mỗi tháng có nguồn thu trên chục triệu đồng.
cũng là cái thu nhập cao này cũng bình thường thôi, thì tính ra là mỗi tháng thì cũng tầm 30 triệu một tháng gì đấy thôi. Thì nhiều thì nếu mà cứ nấu tăng tóc lên là mình cứ lúc nào cũng nấu thì có tháng cũng lên đến tận 50 triệu cũng có. Nếu mà tháng nào mình miệt thì không nấu nhiều ấy thì có tháng thì có tầm 30 triệu trở lên thôi. Thế là 30 triệu là rất bình thường thôi. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Liêm Phú cho biết, việc phát triển dịch vụ cao gắm không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập của hàng chục hộ dân, mà sản phẩm cao gắm còn góp phần tích cực nâng cao sức khỏe cộng đồng, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thu hút du khách đến với địa phương. Chính vì vậy mà thời gian qua, chính quyền xã cũng rất quan tâm đến việc phát triển nghề này. Trong thời gian qua thì bên cạnh cái việc là chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thì chúng tôi sẽ định hướng, đặc biệt là ngay trong những thời gian tới là chúng tôi sẽ định hướng cho người dân là cái việc là trước hết là làm sao là quá trình sản xuất là chúng ta phải tuân theo những cái quy trình sản xuất mà theo quy định về an toàn thực phẩm. Rồi là bên cạnh đó thì cũng sẽ định hướng cho người ta là sẽ làm sao đăng ký được cái nhãn hiệu bảo hộ độc quyền. Như vậy thì cái giá trị của cái cao dược liệu này nó sẽ được nâng lên. Còn nếu như mà cứ sản xuất theo cái kiểu là cảm tính ấy, thì như vậy là cái giá trị nó rất là thấp. Thì muốn mà cái sản phẩm của mình có chỗ đứng ở trên thị trường thì bây giờ là cấp ủy chính quyền địa phương sẽ phải vào cuộc, sẽ định hướng và tuyên truyền cho người dân để trong cái cách làm sao để cho nó cái thương hiệu cái cao gắm này nó sẽ là của Liêm Phú, và khi nói đến cao gắm của Liêm Phú thì sẽ được khách hàng chấp nhận và người ta sẽ biết đến. Việc sản xuất các sản phẩm bản địa là thuốc tắm của người Dao và cao gắm của người Tày trên địa bàn xã Liêm Phú đã cho thấy kết quả rõ nét. Tuy nhiên, do nhu cầu khai thác tăng mạnh trong những năm gần đây, nguồn nguyên liệu đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt, nhất là đối với những sản phẩm cao gắm. Trước đây, ở bất cứ nơi nào trên rừng già Liêm Phú đều thấy sự hiện diện của loại cây dược liệu quý này. Vậy nhưng thời gian qua loại cây này đã giảm đi rõ rệt. Để có nguyên liệu, người dân mất thời gian cả ngày đường để lên rừng tìm thuốc. Cây này thì đáng lẽ thì cũng chưa đến tuổi khai thác, nhưng mà vì cái thuốc này là quý hiếm thì không có nữa, thì chị em mới tận dụng đến cái dây bé như này. Hội phụ nữ cũng thực hiện cái đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ, hiện tại thì cũng đã thành lập cái nhóm nấu cao thảo dược, chủ yếu là hiện chị em là nấu cao gắm. Hiện tại thì cao gắm thì cũng rất là được khách hàng ưa chuộng, sử dụng rất là hiệu quả. Tuy nhiên thì mình phụ thuộc vào tự nhiên là chủ yếu. Hiện tại là chúng ta cũng chưa quy hoạch vùng, mà cái cây này nó là cây không ưa ở thấp, mà nó là cây ở rừng già, rừng sâu. Thế thì hiện tại thì cũng chưa có vườn ươm và nhân rộng giống ở tại khu vực gần để bảo vệ, bảo quản, sử dụng cho lâu dài. Như vậy, các loại cây dược liệu quý đang phải đối mặt với sự suy giảm từng ngày và nguy cơ cạn kiệt nguồn nguyên liệu đang dần hiện hữu. Một sản phẩm du lịch kết tinh từ trí thức bản địa đặc sắc có nguy cơ mất đi. Người dân cũng sẽ mất đi một nguồn sinh kế quan trọng. Chính vì vậy, bên cạnh việc quan tâm xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị loại dược liệu này, các địa phương cũng cần phải phối hợp với các ngành chức năng trong công tác quản lý việc khai thác, gắn với việc chăm sóc, bảo vệ, thành lập các vườn ươm trồng dược liệu, mang lại thu nhập bền vững cho người dân, qua đó góp phần tích cực vào công tác quản lý, bảo vệ rừng bền vững. Chuyên mục Lâm nghiệp Lào Cai số tháng 7 năm 2020 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.